xin chào các bạn. Mình là Linh và mình đến từ K56 Tài chính Ngân hàng. Và hiện mình đang là chủ tịch của câu lạc bộ Xmas Dance của trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Và trong không khí rạng rỡ của ngày lễ Giáng sinh đang đến gần thì mình và câu lạc bộ đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ để gửi tới tất cả mọi người. Và món quà là gì? Hãy cùng chờ xem nhé. Hãy cùng chờ xem nhé. My wish come